Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Buck dùng thế nào? Buck nó cái nhiều nghĩa lắm. Và cái chữ buck hình như Mai Lương hỏi là chắc nghĩa là tiền phải không? Tiền á, right? So tiền Mỹ là dollar. Thì cái chữ dollar nó có hai âm, right? So người Mỹ rút ngắn lại thì nó họ gọi là buck. Nếu cái món đồ đó $4 thì nó là $4 hoặc là $4. Ok? So tại sao nó kêu bằng buck? Tại sao nó kêu bằng buck? Well, tại vì cái buck là cái con nai mà con trai á, trai đực á, con nai đực á, ok? So hồi xưa mấy cái người mà mới qua Mỹ, Mỹ còn lúa còn rừng rồi mênh mông, and mấy cái người đi săn ở bên Mỹ, họ ở ngoài rừng chơi cái kiểu mà kinh tế giang hồ, thì họ trao đổi bằng da nai. Một da nai trị giá $1, lúc đó $1 chắc rất là to lớn, cho nên cái từ buck nó là hồi xưa họ trao đổi da nai để mà như một cái tiền cho cái kinh tế mà thời đó. So cái chữ buck nó dính tới bây giờ luôn với chữ đô la. Okay. So cái món đồ nó $100 là $100. Okay. Alright. Xin nói lại các đồng xu của Mỹ một lần đi. Sure, no problem. Hold on. Find với lại find out. Sure, find là tìm. Find out là truy ra. Find là mình tìm cái gì đó, đi tìm tình yêu này kia cái nọ, siết kiếm vợ, right? I'm trying to, kiếm vợ look for, actually. Find là như mình tìm cái gì đi. Find out là mình tìm để cái giải quyết đó được, tìm truy ra. So find out là truy ra. Okay. Nó khác nhau là vậy đó. So is that okay, Tuyến? Yes. Alright, đồng xu của Mỹ. Oh gosh. Mỹ nó có 1 cent là $0.01, nó là penny. Okay. And then .5 cent là $0.05. Nó là nickel. And then 10 cent là $0.10. Thì nó là a dime. And then 25 cent, which is $0.25, thì nó là a quarter. That. And nước Mỹ nó có, bên Mỹ nó có $0.5 là 50 cent. Ít thấy cái đồng tiền đó lắm, but it's called a half dollar. Nửa đô la. And then of course, the dollar. Okay. Yeah, there you go. So penny, nickel, dime, quarter, với lại half dollar. Alright, giấy can gọi là gì? Yeah, giấy can gọi là gì? Chị không biết. Yeah, what's giấy can? I mean, certificate. Yeah, what is? Tự nhiên hỏi ngang vậy, chị không biết nữa. No, không phải certification. Certification là mình được cái bằng gì đó, hoặc là mình được người ta cấp mình một cái gì đó, quyền lợi gì đó, thì certification. Còn giấy khen, what do you call that? Like, tự nhiên quên rồi. It's like a merit something. Okay, nhớ lại, I forgot. Alright, what else? Opportunity với lại chance. Okay, sure. Alright, so opportunity nó có một nghĩa là cơ hội. Opportunity nó có một nghĩa thì là cơ hội. Chance cũng là cơ hội luôn. Nếu mình dùng opportunity thì nghe trịnh trọng hơn. Chance thì nó nghe bình dân hơn một tí xíu, giao tiếp hàng ngày. Nào, cái chữ chance nó có khoảng hai nghĩa ha, hai ba nghĩa. Chance có thể là hên xui nữa. For example, take a chance là mình hãy nắm cái hên xui, mình làm đại hên xui,
là mình take a chance. Give me a chance là cho tôi một cơ hội. Chance có nghĩa gì nữa? Yeah, I guess có vậy thôi à. Yeah. So cái chữ chance nó có hai nghĩa. Một trong hai nghĩa của nó trùng với chữ opportunity. Opportunity thì mình dùng trịnh trọng hơn tí xíu. Chance thì hàng ngày vậy thôi. Okay. What else? Death. Đọc nhanh có phát âm chữ death không? No, nếu nó nhanh là death, vậy là death. Yeah, nó hơi lạ lạ tí xíu. Death, đừng có đóng cái môi mình lại phát âm cái chữ đó. Death, chưa kịp đóng môi mình cái xin đó, nó ra death, like that. Alright, what else? Kiểu vậy, may mắn, yes, màu được hay không? Đúng rồi, Lam Thảo, yes. Vậy chance dùng nghĩa là rộng hơn, that's right, đúng rồi. Lam Thảo này đúng đó, yes, perfect, yes. Okay, really? Really, Lam Thảo? What else? Set off nghĩa là gì? Ok. Set off nghĩa là gì? Set là mình gài, off là mình gài để cho nó bung ra. For example, trái bom hoặc là cái alarm, cái như cái điện tử báo động. Set off. For example, they set off the bomb là họ làm trái bom nổ đó. Là mình họ gài cái bơm, cái mình đi ngang, cái mình dắp cái dây gài, cái nổ cái bơm, right? So they set off the bomb. Cái đó là cái set off, là mình cho nó thả ra đi, ok? Là thả cái bơm ra đi là cho nó nổ. Set off có thể là rời khơi hoặc là mình bắt đầu đi một cái chuyến gì đó. You set off for a trip. Mình rời khỏi cái nơi của mình để mình đi một cái cuộc đi chơi hoặc cuộc đi xa. Okay. So cái chữ set off nó có khoảng hai nghĩa như vậy. Okay. So is that okay? So set off là mình gài cái gì, cái xong mình không phải mình gài nha, mà mình dắp cái gì mà cái đồ mà nó đang gài nó sẽ nổ tung lên hoặc là nó bật ra. Cái đó là set off. Còn set off nữa là mình rời khỏi, mình đi đi một cái cuộc đi xa. Ok. Oh man, tiếng Việt của sĩ hôm nay giỏi. Available. Tìm từ điển đi, sĩ không biết tiếng Việt là gì. Available là như có đó vậy đó. Tìm từ điển Việt, tiếng Việt Anh Việt gì nữa. Rồi. Có sẵn nha, available là có sẵn nha, có đó, có sẵn cho mình vậy đó. Yes. Miracle là một cái phép lạ mà nó đến mình. It's a miracle. Là như mai mốt xiết tự nhiên có vợ vậy đó. Ok, that's a miracle, một cái phép lạ trời cho. Cái gì đó không có giải thích khoa học được. That's a miracle. Alright. So, còn câu you bastard dùng thế nào? You bastard là... Ok, cái chữ bastard hồi xưa là nghĩa rằng là một đứa con không có cha. Let's say yeah, người mẹ đó sanh một đứa con, người cha không có đó, ok, hoặc là trước khi kết hôn, thì cái đó call là a bastard. So hồi xưa mà ai bị kêu, ai mà mang mang cái vết đó thì xã hội kỳ thị họ, tại họ không có cha, right? So, thì cái bastard nó bây giờ thời modern rồi, bây giờ cái đó không có vấn đề nhiều. Thì cái chữ bastard nó cũng còn lại nó. Bây giờ bastard mình mắng người ta không phải là như không phải là con ngoan, mà bây giờ nó là thằng cà chớn vậy đó. Yeah, so you bastard là mày cà chớn, tự tự vậy đó. Okay. So cái nghĩa chính của nó thì nó phai đi rồi. Thì cái nghĩa modern bây giờ thằng thằng cà chớn hoặc là thằng khốn nạn hay gì đó. Ok. Alright, what else? Phân biệt other, the others, với lại another. Ok. Other là người khác hoặc là cái khác. I want the other car. Tôi muốn chiếc xe đó, xe không phải xe này mà xe đó đó, xe khác. Ok. Yeah, so cho mình hai chọn hai cái món. Mình nói no, I don't want this one. Mình không muốn chiên cái này. I want the other one. Tôi muốn cái chiếc xe đó. Okay.
Còn the others thì cái số nhiều thôi. I don't want these. Tôi không có muốn mấy cái này. I want the others. Là tôi muốn mấy cái đó đó. Okay, so cái số là gì? Cái số nhiều. Okay. Hoặc là dùng con người cũng được. The others have left. The others have left. Là cái nhóm người ta đó, đó đã đi rồi. Như vậy ta. Nhóm này còn lại. Another là thêm nữa. Mình ví dụ cho mình cho xí chai bia, xí uống hết rồi cái xí nói I want another beer. Ta muốn thêm một cái nữa. So other không muốn cái này, muốn cái kia. Another cái này muốn xong rồi thêm nữa. Để đây. Xí ơi, dead bằng very. Very tired, dead tired. No. Dead là chết. A dead tire là mình mệt chết luôn vậy đó. Là như mình mệt đến chết vậy đó. Vậy thôi chứ không phải là quá mệt. Nó có nghĩa chung nó thể là quá mệt. Mà cái chữ dead là chết thay nó không có nghĩa là very. Okay. I'm dead tired. Hoặc là I'm dead serious. Okay. Thì mình thật sự rất là nghiêm túc. Nó cũng thành nghĩa chữ very trong trường hợp này. Mà một mình của nó thì nó không có phải là very. Mà nếu như vậy thì ok. Mình có thể chấp nhận nó là very. Nếu nó có một cái tính từ như vậy. Ok. I'm dead serious. I'm dead tired. Like that. Yes, dùng trong câu thì được. Trong câu nghe hay lắm á. Learn với lại study. Dùng như sao? Sure, learn là học. Bất cứ học cái gì. Mình học học thợ mộc. Học computer. Mình học cái gì đó. Còn study là nghiên cứu, nó một cái hướng nó ngã qua nghiên cứu hơn là học. Cái mình mở sách mình nghiên cứu này kia kia nọ, đó là study. Còn nếu mình học trung bình là learn. So hai cái đó nó khác nhau là vậy. Một cái study dễ nghiên cứu hơn, learn có thể học. Okay, right. What else? Do you have any question? Yes, no, maybe. Mình nói phụ nữ nên kín đáo hơn đàn ông nói sao? Ok, sure. Phụ nữ nên kín đáo hơn đàn ông. Kín đáo là gì? Kín đáo là mặc đồ kín đáo. Hay là kín đáo kiểu mà nghĩa bóng làm như không có lộ ra những cái bí mật của mình. Cái nào? Ý kín đáo là tế nhị. Ok, sure, tế nhị, no problem. Okay. Women should be more modest. Okay. Kín đáo tế nhị. Tự nhiên nói chuyện thì không có cười há 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 hoặc là nó lộ ra những mấy cái chuyện bậy bạ này kia ấy. Okay. Hơi kỳ thị một tí xíu. No, okay. Kỳ thị phụ nữ. What else? Evidence và proof khác nhau như sao? Cũng giống giống nhau hả? Do you have evidence nghe nó trịnh trọng hơn, nghe nó luật lệ hơn. Proof thì giao tiếp hàng ngày. So hai cái nó khác nhau là gì đó? Love killer. So evidence thì nghe nó nghiêm túc, trịnh trọng. Cười hí hí không cười ha ha hay hơn. Yes, I like that. Yes, mình cũng thích phụ nữ cười ha ha luôn. Rồi, trong gia đình của mình phụ nữ cứ toàn cười ha ha không à. Alright. Confused có dùng để nói mình ngại mắc cỡ? No, confused là mình bối rối. Okay, không phải ngại. Yes, không có phải ngại. Yes. Yeah, shy. Hoặc là có một chữ nữa văn chương hơn, chữ nó là diffident. Yeah, I think so. Diffident có mấy chữ F. Diffident. Shy hoặc là diffident. Oh, shark baby. Oh, shark baby hỏi gì vậy? I'm sorry. Phân biệt giùm mình bar với lại lounge. So sorry, shark baby. Nhiều khi đi lên chạy mất tiêu mà mình không có thấy. Sorry about that. Okay. Bar với lại lounge. Oh gosh, oh yes. Tại Việt Nam dùng cái chữ bar với lounge nó khác nhau. Ok, bên Mỹ đi. So a bar, cái này bên Mỹ nha. A bar là cái nơi uống rượu là pub á.
Bar với pub giống nhau. Ok, bar với lại pub. Người Anh dùng pub, người Mỹ dùng bar. Vô đó có một cái quầy rượu, ngồi xó uống rượu, rồi mình có ngồi cái ghế ăn đồ ăn chơi hoặc là uống rượu, rồi một hồi quýnh lộn nhau. Ok, cái đó là bar. Các bạn coi mấy phim cowboy bắn súng trong động đó. Đấy. So that is a bar. Còn bar bên Việt Nam á, mà cái nơi nhảy đầm á, cái nơi mà xích về xích đi cô gái, xích về xích đi chơi á, với mấy người bạn á, thì cái nơi mà nhạc ít âm 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 đó, thì cái đó Mỹ gọi là a club hoặc là a dance club. Việt Nam gọi đó là cái bar. Đấy. Cái đó là cái a dance club. A lounge. A lounge thì một cái, nó là một cái bar là bên Việt Nam á, hoặc là cái club. Chuyên sâu, chỉ lounge chuyên sâu bên này. Lounge, đây là, ok. A lounge là một cái club nhỏ, là một cái bar nhỏ, là a lounge. Alright, Missy. Yeah, disco nó, cái chữ disco mà cho cái nơi đó đó là cái chữ ngắn của nó, là cái hồi là cái chữ dài của nó là discotheque. Hình như gì là discotheque là cái nơi nhảy đầm mà nhạc disco, nhạc năm 1970 đến 77 78 gì đó. Okay. Yeah, it's called a discotheque. Nhắc nó ngắn lại là disco. Hoặc là nhạc cũng là disco luôn đó. Alright, xin chỉ cách dùng embarrass với lại ashamed. Ok. Embarrass là mắc cỡ, xấu hổ. Ashamed là một cái xấu hổ mà rất là nặng danh dự, mình bị hư hại, mình xấu hổ. Embarrass có thể làm như mình đi ra ngoài, cái mình quên mang giày, cái mình có thể mang dép lào đi ra đi đám cưới, cái đó là embarrass. Ashamed là ví dụ gia đình mình hoặc là ai làm cho mất danh dự gia đình mình, hoặc là mình làm mất danh dự gia đình mình thì bà con thấy mình hạ thấp mình, cái đó là mình bị ashamed. So hai cái đó như vậy đó, Phương. Okay. So embarrass là mắc cỡ, bà là xấu hổ mà nhẹ, ashamed là nặng. Alright. I'm off. Peace out. I gotta hit the road. I'm off là tôi xong rồi. Peace out, cái này tiếng lóng. Peace out nghe nó cũng ok mà nó dân kiểu dân chơi vậy. Peace out, cái này làm như goodbye vậy đó. Hit the road là đi ra ngoài đường, là mình rời khỏi nơi này. Yeah, okay. So mấy cái đó, mấy cái từ lóng mà mình nói chuyện giao tiếp hàng ngày cho bạn bè mình thôi. Okay. Đáng lẽ là I'm out đúng hơn chứ không phải I'm off ha. I'm out. I'm out. Peace out. I gotta hit the road. Okay. So, hit the road là như lên đường đi vậy đó. Yeah, nó từ từ vậy đó. Okay. Hit hit the road. Alright. Consecutive với lại successive. Ooh, good question. Hai cái này nó cũng giống nhau. Consecutive là cũng tiếp tục, successive là cũng tiếp tục luôn. Nha, hai cái này cũng giống giống nhau Hòa Phương. Nha. Yeah, sẽ không có suy nghĩ nó khác nhau là cái gì, có thể cái nghĩa nó khác nhau và sẽ không có suy nghĩ hai cái chữ này chưa chưa bao giờ. Good question. Và hai cái này giống nhau à? Yeah. Consecutive cũng là liên tiếp. Successive cũng liên tiếp luôn nữa. Yeah, I'm not too sure. Yeah, sorry Phương. Same. Đừng né tránh mà hãy đối mặt với nó. Ok. Hiểu rồi. Ok. Là như mình đừng có chạy mà hãy hãy chấp nhận sự thật hoặc là đối xử với nó. Ok. Alright, yeah. Yeah. Don't avoid it. Một để cái sẽ dịch ra nguyên câu được không nào? Chắc tôi thành hai câu rồi. Yeah, okay. You shouldn't avoid it.
You should deal with it. Like that. You shouldn't avoid it. You should deal with it. Well, you shouldn't avoid it. You should face it. Okay? Đã đối mặt với nó. Số 2 cái đó. You shouldn't avoid it. You should deal with it. Với lại, you shouldn't avoid it. You should face it. Alright, let me see. Several kinds of trees grow in these forests. Grow ở đây là trồng hay là phát triển? Phát triển, phát triển, phát triển. Okay. Nếu trồng á, là planted. Planted là trồng. Okay. Alright, yeah, suck baby, yes, đúng rồi đó. Don't bury your head in the sand, đừng có chôn cái đầu mình dưới cát. Yeah, okay, so hồi xưa người ta nghĩ rằng cái con đà điểu á, cái con mà có con như con gà bự vậy đó. Cái con đà điểu nó mỗi lần nó sợ á, nó chôn cái đầu nó vô cái lỗ cát á. Nó núp. Mà thật sự nó không có như vậy, khoa học sau này tri nó ra đâu phải như vậy đâu, tại hồi xưa không biết làm sao người ta có cái đó nữa. Nghĩ cái đó. But bury your head in the sand là mình thấy cái gì đó mình sợ, mình làm lơ, mình né, mình tránh. So mình là con đà điểu, mình thấy cái gì đó mình sợ quá, cái mình núp cái đầu mình vô cái lỗ cát vậy đó. Yeah. Alright, Sid nghe nói khi học Anh văn thì không nên học theo giọng New York đúng không? No, đâu có gì đâu. Đâu có sao đâu, giọng New York cũng ok mà đối gì. I mean, các bạn đừng đừng có lo cái giọng giọng này giọng kia bên Mỹ. Đa số khoảng 95% người Mỹ nói chuyện cái giọng như xích vậy đó cũng đẹp trai vậy đó. Okay. New York, trong New York có một cái trung tâm, không phải trung tâm mà một cái phần của New York nhỏ xíu phát âm cái giọng khác tí xíu vậy thôi. Làm như ví dụ cái chữ car thì họ phát âm là car, no car. Right, car, từ từ vậy đó. Hoặc là chữ coffee, họ phát âm là coffee. Sếp phát âm là coffee, họ là coffee. Coffee, like that. Và có dài âm, nó nghe nó o vậy đó. Thì không có gì mà đặc biệt để các bạn hãy lo hết đó. Các bạn đừng có lo. Yeah, giọng New York đâu có gì mà... không, cái tỷ lệ nó không có ảnh hưởng một tí nào luôn á. Often thì nhiều New York cái phần đó thôi, cái phần như Brooklyn, cái phần ở Brooklyn đó họ đầu là often, right? Yeah, nghe có vài chữ vậy thôi, chứ không có gì mà đặc biệt hết đó. Okay. Hồi đó xin có người bạn ở New York khi cũng nói vậy đó. No. Ok, right. Dịch câu này, à, trời ơi, oh boy. Trong một thị trường giá cả tăng, loại thuế nhất định có được là thông qua LIFO bởi vì nó thu lợi nhuận thấp quá ha. Phương, làm ơn. Ok, Phương, trình độ tiếng 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 Việt của sếp có lớp 3 hả? I'm so sorry, Phương. I try, I can't. Sorry Phương, chắc sẽ dịch cái câu này chắc 15 phút rồi. Yeah, honestly. Biết đọc mà không hiểu thôi. Yeah. So sorry Phương. Ok, right, Missy, 5 phút nữa. Các bạn có thắc mắc gì không mà? That's it. Right, bây giờ chuẩn bị bắt đầu nha, lên đường. Chữ death đọc, đọc nhanh có áp phát âm T không? Không, không có. Death, như thế. Two deaths. Đừng có khép môi lại, đừng có two deaths. Không phải là deaths, nó là death. Như thế.